Hello mọi người, đã trở lại với kênh Puli TV. Yeah, hôm nay mình tiếp tục chơi game, nó là game Play Together. Hôm nay mình sắm được mấy bộ đồ luôn nè. Ồ, mình thấy các bạn thấy Puli chưa? Một làn da nâu nâu đen thui thù lùi. Hehe, mình là khỉ không mất chăng. Các bạn thấy mình dễ thương không nè. Đây, Sabu chơi. Rồi, tiếp theo, hôm nay á mình sẽ chơi các trò chơi nha. Hôm bữa mình phát hiện á và ở trong đây nè có trò chơi hay ma nữa, hay ma vui lắm nè, nhưng mà buổi tối chơi mới được, còn buổi sáng á thì mình có thể chơi bên game trò chơi chạy múa nhảy tùm lum hết, đi học đồ, mình vô camping mình câu cá nè. À, cái hồ này mình cũng câu được nè, hồ này cũng cá bự đó. Hồ này là chiên nha, hình như là để mình đi kiếm tiền á. Mình thường thường câu cái hồ này với hôm tao, hôm tao mình cũng cày để kiếm thêm tiền nhiều. Đấy, thì mình câu thử ở đây nha, mình câu thử một hai con ở đây cho các bạn xem. Cá ở đây thường thường mình câu còn 100 đồng thôi. Mình câu bằng cần câu con vịt, cần câu con vịt vàng. Đấy, xong rồi mình câu xong rồi mình đi về nhà. Nhà mình cũng mới vừa mới xây và mua thêm một số thứ. Có bể cá nên mình chưa có mua hồ bơi. Hết tiền mua hồ bơi rồi. Hồ bơi đó 100 mấy kim cương rồi. Không có kim cương. Con này chắc cá nhỏ các bạn ơi. Không có mình đâu. Đó, mình ghi câu ôi được búp bê luôn. Ai quăng búp bê xuống nước. Bạn này câu được con cá da trơn. Hè, các bạn thấy con mèo của mình không? Con mèo tâm thể của mình là sau lưng nè. Mình up được cái trứng 20 kim cương á, mình up ra được con mèo tâm thể. Cái mình đặt tên là bún đậu mắm tôm luôn. Cá nhỏ rồi. Một con cá nhỏ thôi. Bóng nhỏ mà câu á. Bóng nhỏ thì mình câu bằng cần cái cần gỗ nha, nhỏ nhỏ. Cái cần này dẻ đó, giống các bạn kia bên nè. Mình đang kiếm cái bóng to to tí mà chưa thấy đây, còn cái bóng to này chắc có thể là con cá chép. Đa phần là con cá chép, cá vượt và cá da trơn. Còn bóng bự hơn xíu nữa sẽ là có ba ba nữa. Thôi rồi, cá chép rồi. Cá chép rồi. À không, các bạn ơi, cá da trơn 93 đô nè, thấy chưa. Yeah, mình câu được một con cá da trơn các bạn ơi. Đây, lần cá da trơn của tôi 43 cm. Tắt đi. Rồi, tiếp theo là mình đi về nhà. Đúng rồi, mình nói các bạn là mình sẽ đi về nhà mà. Đây, mình vào nhà. Game này chơi đông quá, lâu lắm mình mới vô được á. Buổi sáng rất là đông. Đa phần chơi buổi tối không à. Là hôm sau của mình. Đây, Samoja, nhà của mình xây được cái hàng rào nữa. Yeah, đi vào thôi. Mình mua được cái bể kim cương. Đây, cái bể của mình nè. Bể 48 kim cương. Mình nuôi mấy con nè, một tổ con cá thủy tinh, cá vượt và con rùa đang ba ba, mấy con rùa đang ba ba. Các bạn xem thấy chưa? Một tột nè, ba ba nè, có con cá bò nữa. Cá bò hay cá gì đây? Mình quên tên cá này à. Mình thấy nó cũng đẹp, mình bỏ vô đúng rồi, cá bò. Đấy, còn cái này mình nuôi được cá đuối. Ở trên cá vượt. Cũng dễ thương thôi, phía sau này mình có con cá da trơn. Mình cũng chưa mua được nhiều đồ, mình mới xây nhà thôi. Và ở trên mình nuôi được hai con bét nữa mà mình cho nó ngủ rồi. Đây nè. Sao quá, cua này á, lên được level 18. Hai con này ngủ đúng như heo luôn á. Một con bún vô cua, một con bún bò cho heo nha. Đó, đang ngủ rồi, hai con lợn hết. Một lợn hồng, một lợn đen. À, mình xem coi đây mình cái giường bao nhiêu tiền nha. Trang trí cửa hàng nội thất, cái giường đo cũng mới có nhiêu tiền nè, mình cũng chưa xem kỹ. Đây có cái giường con gấu nó dễ thương quá à. Giường này 10.000 tiền. Giường này mà dễ thương nè, là tính kim cương. Có giường này mình mua được 2.700 tiền à. Vườn giường này, giường này ở hai người. Hai người. Ôi, cái này giống cái hồ bơi nước quá vậy. Còn đây là giường tầng. Đấy, mình sẽ cố gắng kiếm 10.000 tiền để mình mua cái giường này ha. Cái giường này mình thấy khá là đẹp. Cái giường mắc bằng cái nhà luôn. Đấy,
Rồi, xong. Bây giờ tiếp tục mình sẽ trở lại Plaza. Và mình sẽ chơi thay ma nha các bạn. Ôi, chưa tối nữa. Bây giờ mình sẽ vô Face Mall. Hay game tròn đi, chơi game tròn cũng được, cũng vui. Nhưng mà hiện tại là mùa sáng nó lắc lắm, mình cũng chạy khó chạy lắm các bạn. Sự quên khá là lắc. Mình xem bánh luôn, có những cái thành công rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 bỏ tái chế hết mấy cái đồ không cần cần tới này tái chế nhầm nó xong. Bây giờ 4 giờ chiều rồi, gần 5 giờ chiều rồi. Mình sắp được chơi trò chơi thay ma. Chống nè, phải chơi được mấy cái này luôn. Đấy, còn sao là vàng đà đi xây. Ôi, lắc lắc lắc. Không có chơi được cái trò này rồi. Có piano mình thả thử nha. Piano thì mình có thể mua được 12.000 tiền nữa. A B C D D E F G. Đây nè, còn đây là cái guitar điện. Không cho mình chơi guitar điện rồi. Này organ. Organ cũng được. Á, à, mình nhảy lộn rồi. Cũng như vậy luôn. A B C D D E F G. Hello mọi người ơi, chuẩn bị chơi trò chơi thay ma nè, bữa sắp tới rồi. Oh, cần câu nha. Ok, tiền. Hết kim cương luôn rồi, các bạn ơi, buồn quá. Tối lẹ đi, giờ chắc 6 giờ chiều rồi. Một cái bóng nhỏ, bóng nhỏ là con câu đâu, bóng nhỏ cái nhỏ không à. Bóng lớn đi nào, cho một cái bóng lớn đi. Bóng này cũng vừa thôi, cũng không được lớn lắm. Ồ, một cái nữ hoàng. Lắc ghê luôn. Mình rất là nhiều nhiệm vụ này các bạn thấy chưa, mình còn một nhiệm vụ là nấu ăn ở nhà đó là xong rồi. 5:36, còn 2 tiếng đồng hồ nữa thì mình mới chơi được trò chơi thay ma zombie. Giờ mình nấu ăn để hoàn thành xong cái nhiệm vụ luôn. Rồi ăn thôi. Nhìn kìa, ăn thì ghét kìa. Xong, ăn được 3 lần. Hoàn thành nhiệm vụ luôn. Tiếp theo mình đi tới Plaza. Hello mọi người ơi, con có bông luôn. Mình có được chiếc xe đạp nữa. Mình chưa được mua được xe hơi, xe hơi mất tiền lắm. Đi bán cá đi. Cá cũng nhiều mà đi bán đi.
bạn hãy like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV nha. Ủng hộ Cu Lì với 1.000 tiền. Mình thích bộ đồ này tại vì làn da đen, áo màu đỏ rất là hợp. Mình có món đồ khác nữa thì bạn xem, mình cũng mua nhiều lắm đó. Mình thích bộ đỏ này hơn. Bộ đỏ này là mình nhận ra cái gift card á. Tan 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 đi chơi thôi. Chờ chơi thấy ma vui nhộn. Rồi, vào ghé ma cho mình chơi đi, tối rồi. Hello. Ok, đi bút lây lan, chơi nào. Đang chuẩn bị vào game. Virus hay ma đã lây lan, hãy trốn khỏi chúng đây. Vòng này các bạn thường trốn ở đâu nè? Trốn ở chỗ nào các bạn comment giúp mình với. Chỗ này ít chỗ trốn quá à. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Ý, mình trốn này được nè, lát mình núp ở đây đi. Núp này chắc mày biết đâu. Ở đây đi. Đấy. Các bạn kia núp ở trên cái hình sắt kìa. Còn 10 giây nữa, 15 giây nữa. Năm giây cuối cùng, chuẩn bị. Hay ma xuất hiện. Chạy trốn thôi. Ôi trời ơi, mình thành zombie luôn. Ở đây có mấy bạn nè, mình cho diễn hết. Một bạn. Rồi, có vẻ như các bạn ở đây. À, đây rồi, chắc là... Nè, chạy. Ôi, sao hết pin rồi. Đi phụ mình đi các bạn ơi. Đây, có một bạn nữa, ở đâu đây nè. Chắc bọn cát này quá. Không phải. Kìa, biến cái chân, gãy chân kìa. Mình mới thấy bạn ấy biến cái chân. Không có. Nè, nè. Hết giờ mất rồi. Kè, bạn kia núp ở trong cái góc kìa. Mình biết mà ở đây có một bạn. Chơi lại một ván nữa nha.
Hù 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 hù. Tỉnh lại. Rồi, một quán nữa nào. Vòng này nữa các bạn ơi. Công trường thay ma. Chắc bô đây. Ôi, còn 10 giây à. Chả lẽ nào, 15 giây. Nước gì trong góc. Chứ không phải thay ma nào. Giờ mình núp ở trong đây rồi, núp chân kẹt nè. Không biết có ai thấy mình đâu. Mình cũng không thấy các bạn kia luôn. Một bạn đã bị bắt rồi. Núp tiếp ở trong này luôn. Không ai thấy mình đâu. Mình cũng không thấy ai hết. Chết rồi. Con người, có zombie ở gần đây. Hai con zombie luôn. Đừng có lại đây nha. Một bạn đã bị bắt nữa. Nhi đã bị bắt. Hy vọng mình sẽ sống sót. Rồi, ở gần mình rồi. Nó nhỏ quá. Phù hợp quá. Rồi sao mình bị bắt rồi. Ở đâu xuất hiện cái vậy? Trời ơi. Nấp trong góc cũng bị bắt nữa. Đây mà zombie mua để bị bắt nữa kìa. Chạy đi kiếm thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Có ai ở đây không? Có các bạn ơi. Đây nè. Có một bạn đâu đây. Để lên tìm kiếm thôi. Rồi hụt rồi. Không phải ở đây. Ra ra chỉ dẫn mình ở đây nè. Đây này một cát. Sao cát phải không? Không phải luôn. Đâu đây có một bạn nào mà mình kiếm không ra. Tìm thịt tìm thịt hoài luôn nè. Đây nè. Núp. Chiến thắng rồi các bạn ơi. Rồi lần sau mình sẽ chơi lại nha các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Puli TV. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.